Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Đối với Nam Cường thấy thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, bởi vì không có cái chuẩn mực nào để chúng ta có thể so sánh với nhau. Thực ra để mà nói thì mỗi nước có những cái màu sắc riêng, có những cái gọi là cái điều hấp dẫn riêng, thì tôi nghĩ là cung đấu của Trung Quốc kể cả cung đấu của Việt Nam sẽ có rất là nhiều cái điều khác nhau. Tại vì tôi nghĩ rằng tất cả những cái sự so sánh đều là khập khiễng. Hai cái ngôn ngữ điện ảnh khác nhau, hai cái tư duy khác nhau. Hoàn toàn không dựa trên là tôi đã xem cung đấu của tàu như thế nào. Cái câu chuyện của Phượng Thổ là câu chuyện hậu cung, cho nên các bà Tần Phi mới là vai chánh, còn vai tôi chỉ là nguyên nhân. Tuy vậy, theo kịch bản của Phượng Thổ thì tôi thấy nhân vật của mình cũng là một nhân vật rất quan trọng, bởi vì lúc này tôi nói đó là nguyên nhân mà. Nhưng mà khi ta nói đến những cái nhân vật như là một vị vua, một hoàng đế, một lãnh tụ nghĩa quân, một người dẫn đầu, một người đứng đầu của một cái thể chế chẳng hạn, thì đôi khi chúng ta hay nghĩ những nhân vật đó bị khô cứng, sẽ chỉ nói ra những cái lời mang tính tuyên ngôn. Nhưng mà đây là phim, đây là một dự án nghệ thuật, cho nên nó phải khác. Ngay cả câu chuyện nó đã hư cấu rồi, chuyện thâm cung bí sử thì làm sao mà ai chép cái sử nó lại được, bí sử mà. Cho nên chắc chắn là vì nó là một cái bộ phim nghệ thuật, cho nên cái tính hư cấu để nó mang tính hấp dẫn là chuyện phải có. Cho nên cái nhân vật của tôi nó không dừng lại là một ông vua, mà nó là một người đàn ông, một người chồng, một người cha, một con người bình thường với những cái với những cảm xúc hỉ nộ ái ố, có những hành động thậm chí mất kiểm soát. Mà như vậy tôi thích. Tại vì nó như vậy thì nó sẽ đến gần với khán giả nhiều hơn. Cái câu chuyện nó sẽ gần với khán giả nhiều hơn. Bởi vì đó là câu chuyện gia đình. Nó chỉ khác ở chỗ là gia đình của cái vị đang xem nó một vợ, một chồng và vài đứa con thôi. Còn gia đình chúng tôi là một người chồng mà tới mấy bà vợ lận và rất nhiều người con. Cho nên cái câu chuyện này nó phức tạp hơn một chút. Nhưng mà tôi nghĩ là nó người xem sẽ thấy là có mình trong đó. Những cái câu chuyện của những con người hết sức bình thường. Nhưng đó là một, hay nói một cách khác, đó là một câu chuyện tình người cả. Mình không có nói là tình yêu gì ở đây cả. Tuy nhiên trong kịch bản này có một phân đoạn mà tôi rất là yêu thích cho cái nhân vật của tôi, bởi vì nó có một cái nó có một đoạn vua Thụy Trị, hóa ra mình mới biết được là vua Thụy Trị có liên quan rất không nhỏ, một công sự liên quan không nhỏ đến vấn đề của Trường Sa và Hoàng Sa. Và chi tiết này có trong phim, nó đánh trúng ngay cái trái tim của tôi. Đó là vấn đề mà tôi quan tâm đến vấn đề chủ quyền của đất nước mình. Và trong cái câu chuyện của Phượng Khẩu có đi ngang vấn đề này một chút, và tôi thích. Nhưng mà nó hút tôi là thứ nhất là vì cái tinh thần của những cái người bạn trẻ này. Họ muốn làm một cái câu chuyện, thật ra thì nó là một sản phẩm điện ảnh mang tính giải trí, phải nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện được làm một cách tử tế. Và cái điều quan trọng mà các bạn ấy hướng tới là muốn giữ gìn và bảo tồn những cái gì thuộc về văn hóa của người Việt. Nó là một cái cơ hội để các bạn muốn trình bày những cái bộ trang phục Việt mà các bạn đã nghiên cứu, tìm tòi và cùng với nhiều những cái người bạn trẻ khác ở khắp nơi trên đất nước mình. Thì nếu như có một cái bộ phim để lưu giữ lại hình ảnh của những cái bộ trang phục như vậy là cái điều mà các bạn ấy cũng muốn hướng đến, thì tôi nghĩ cái cảm xúc này rất là đáng được trân trọng. Mà như vậy thì phải có một câu chuyện Việt, phải có một cái câu chuyện Việt thì nó mới có cái cớ để làm được cái điều đó. Cái điều đầu tiên mà tôi nhận lời mà tôi chưa hề đọc kịch bản luôn là tôi cảm xúc được từ cái sự chân thành trong cái động cơ của những cái người bạn trẻ này. Cho nên lúc đó tôi cũng nghĩ là tôi chưa biết kịch bản này hay dở luôn, tôi cũng chưa biết đó là vai gì luôn. Mà khi mà các bạn ấy muốn làm cái điều đó thì tôi nghĩ là tôi sẽ góp một phần, cho tôi làm cái gì cũng được.
Thì khi tôi đọc kịch bản xong, tức là vừa đọc xong tập 1, thì nó cho tôi một cái cảm giác là tôi an tâm về những người bạn trẻ này. Đây là lần đầu tiên tôi viết kịch bản phim đó. Nhưng mà nó đàng hoàng. Tôi không dám nói chuyện chỉnh chu hay là hoàn hảo gì, bởi vì lần đầu tiên làm mà làm sao mà hoàn hảo được. Nhưng mà nó tử tế và nó có sự hấp dẫn. Chắc chắn các bạn sẽ học tập nhiều từ những cái phim bộ của rất nhiều nước xung quanh. Người ta có một cái nền công nghiệp điện ảnh về phim truyền hình kinh nghiệm rồi, thì tôi nghĩ là các bạn trẻ này cũng học tập được ở họ cái cách viết kịch bản để tạo những cái mối nối, những cái mâu thuẫn để cho nó dẫn dắt qua những cái tập tiếp theo. Thì các bạn đã làm được cái điều đó, và đó là điều rất là đáng khích lệ. Đấy. Và thật ra là cho đến ngày bấm máy thì cái kịch bản mà tôi đã đọc nó cũng khác hẳn luôn. Cái kịch bản quay có nghĩa là nó luôn luôn được cập nhật, được thay đổi để được hay hơn, được hấp dẫn hơn. Thì cái điều đó nó hút tôi. Yeah. Và tôi cũng không ngờ là nó không phải chỉ hút tôi mà nó hút rất nhiều những nghệ sĩ tài danh khác. Và thật ra cái điều này nó vô hình chung là tất cả mọi người đều truyền cái cảm hứng tích cực cho nhau. Ví dụ như Hồng Vân thấy có tôi tham gia, cái Hồng Vân là ấy vậy cho tham gia với. Để thí dụ như là Hồng Đào thấy có Hồng Vân hay là Hồng gì đó, tức là người này thấy người kia cùng tham gia, là những cái người mà cùng cái thế hệ với mình đó. Thì tự nhiên cái uy tín của người này nó lây sang cái sự cảm hứng cho người khác. Và chính cái điều đó nó bất bỗng nhiên nó gây cái áp lực ngược lại cho các bạn trẻ này. Cho nên khi mà cái bộ phim có quá nhiều những cái người nghệ sĩ tài danh giỏi nghề tham gia thì họ lại bắt đầu thận trọng trở lại. Và tôi nghĩ đó cũng là cái lý do, một trong những lý do mà cái thời gian bấm máy nó cứ bị ngưng lại hoài. Tại vì các em nó phải luôn luôn hoàn thiện, phải luôn thay đổi. Đấy. Tôi tin là cái series phim Phượng Khấu này sẽ một phần là nó không làm quý vị thất vọng. Nếu nó hay hay không thì tôi dám nói. Bởi vì lần đầu làm thì chắc chắn là nó sẽ có thiếu sót rồi. Ngay cả những bộ phim bộ mà chúng ta coi ở trên truyền hình, mà những cái đất nước mà nó có kinh nghiệm mà cũng có phim hay và có phim không hay mà. Đấy. Thì nếu mà mình nói phim mình hay thì mình cũng dám nói. Nhưng mà mình chắc chắn là nó được làm một cách tử tế trong cái năng lực mà chúng tôi có thể cống hiến nhiều nhất. Đấy. Thì tôi nghĩ là quý vị khán giả có thể chia sẻ được cái niềm đam mê về những cái gì thuộc về văn hóa người Việt này, để mà có thể thông cảm. Còn nếu như nhận được nhiều những ý kiến đóng góp về cái sự không hoàn chỉnh hoặc là chưa hoàn chỉnh của nó thì đó là cái điều tất nhiên phải có, nó phải có rồi. Và thật ra điều đó là sẽ là rất là quý, nó quý cho những cái bộ phim tiếp theo sau đó. Đối với Nam Cường Thấy thì mọi sự so sánh đều khập khiễng, bởi vì không có cái chuẩn mực nào để chúng ta có thể so sánh với nhau. Mỗi quốc gia sẽ có những lịch sử khác nhau và sẽ có những cái đặc điểm, những cái đặc trưng riêng. Trung Quốc thì có một cái bề dày lịch sử lâu đời hơn Việt Nam, nhưng không có nghĩa là những cái gì thuộc về lịch sử Việt Nam nó sẽ khô khan hơn của Trung Quốc. Và chúng ta cứ mong chờ đi, bởi vì những bộ phim về lịch sử Việt Nam chưa có nhiều, trong khi Trung Quốc người ta họ đã làm rất là nhiều và họ có những kinh nghiệm, thậm chí là họ có thể biến tấu những cái bộ phim cổ trang, những bộ phim cung đấu ra thành những cái nhân vật hư cấu hơn, hay là những cái tình tiết được thêm vào. Ở Việt Nam thì chúng ta thì đang có những bước đầu tiên, thì Cường hy vọng rằng đây cũng là sẽ là những khởi đầu tốt đẹp để chúng ta có cái mảng phim cung đấu hấp dẫn ở về sau nữa. Cái điều đầu tiên khi mà mình biết được cái điều đó thì mình nói là wow. Mình cảm thấy là mình rất là cảm ơn nhà sản xuất, vì để mà có được cái bộ phim này thì cái sự đầu tư nó không hề đơn giản và nó không hề gọi là ít tiền, nó rất là nhiều tiền, nó rất là tốn kém và nó đòi hỏi công sức của rất là nhiều người. Cho nên là khi mà Vân nghe đến bộ phim Phượng Khấu thì Vân cũng đã đón theo dõi và cũng đang rất là hồi hộp và không biết là phim sẽ như thế nào. Thực ra để mà nói thì mỗi nước có những cái màu sắc riêng, có những cái gọi là cái điều hấp dẫn riêng. Thì Vân nghĩ là cung đấu của Trung Quốc, kể cả cung đấu của Việt Nam sẽ có rất là nhiều cái điều khác nhau. Và bản thân Vân thì là một người của con của Việt Nam, thì Vân rất là hy vọng tất cả khán giả sẽ luôn yêu thương và đón nhận và cũng như là ủng hộ thật là nhiều bộ phim Phượng Khấu, bộ phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam. Tại vì thật ra đây là một bộ phim mà Vân nghĩ là tốn được rất là nhiều công sức cũng như là mồ hôi và nước mắt của cả ekip phim cũng như là cả tập thể các cô chú, diễn viên, các anh chị nghệ sĩ rất là nhiều. Tại vì nó rất khó là về không gian, về thời gian, về định trang, về nhân vật, về mọi thứ. Và đây là một bộ phim đầu tiên nữa. Cho nên là dù như thế nào thì vẫn rất là hy vọng tất cả khán giả sẽ luôn yêu thương và đón nhận.
Tại vì Đấm nhận nghĩ rằng tất cả những cái sự so sánh đều là khập khiễng. Hai cái ngôn ngữ điện ảnh khác nhau, hai cái tư duy khác nhau, và họ phải đòi hỏi là phải tự cầm thành các cái cung điện nó phải to lớn giống như là các cái phim cung đấu của nước ngoài là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì quý vị đã qua Bắc Kinh rồi, quý vị đã qua bên Tự Cẩm Thành bên Trung Quốc rồi, hay qua Đài Loan, qua Hồng Kông rồi, thì quý vị thấy là cái triều đình nhà Nguyễn ở Huế đó, thì cái cung điện rồi Tự Cẩm Thành rồi Ngọ Môn, và đặc biệt là điện Thái Hòa nó nhỏ hơn so với bên Bắc Kinh rất là nhiều. Thì bây giờ làm sao mà mình làm cho to bằng họ, mình làm cho rườm ra, mình làm cho cái kiểu của Trung Quốc là nó sẽ rất là Trung Quốc. Mình là Việt Nam cơ mà, mình phải làm đúng như cái gì của lịch sử để lại. Chúng tôi không thêm không bớt. Tại vì phim của, theo như Lâm Nhật biết là phim của Trung Quốc, cái phim của Hàn Quốc là người ta là giả sử, người ta cách điều, người ta gắn bóng gắn hoa, người ta làm thêm nhiều cái nhiều. Chứ còn cái mình nhìn lại tất cả những cái triều phục cổ của thời Mạng Thanh hay là đời Đường của Trung Quốc, họ đó còn mặc ăn mặc rươm ra mà tóc tai mà làm quá như vậy, không phải. Nên là mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Bởi vì Lâm Nhật nói rằng đây là một bộ phim của Việt Nam, của người Việt Nam và của tâm hồn người Việt Nam. Và chúng ta là những khán giả Việt Nam không nên so sánh với bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới cả. Hoàn toàn không dựa trên là tôi đã xem cung đấu của tàu như thế nào, hoặc là và hy vọng rằng là thị trường và người xem cũng sẽ tiếp nhận các sản phẩm giải trí như vậy. Chúng ta sẽ rất là lệch lạc nếu mà so sánh hai nền văn minh, hai kỹ nghệ điện ảnh, hai lịch sử và thẩm mỹ trang phục khác nhau. Thì bản thân tôi chưa bao giờ lướt qua những comment như vậy, cho nên không thể biết được là các bạn so sánh kiểu gì. Và chắc chắn rằng là về kỹ thuật, về hậu kỳ, chúng ta còn đang một câu chuyện dài và một con đường dài. Sự so sánh, bất cứ sự so sánh lệch lạc nào lúc này cũng có thể làm cui chột cái tôi gọi là cái bravery, cái courage, cái sự can đảm của nhà sản xuất hay là của các đạo diễn khi muốn làm một cái gì đó nghiêm túc, khi muốn lần đầu làm một cái phiên bản về cổ trang, về lịch sử mà đã bị đặt vào trong một cái vế so sánh không cân sức. Vậy thì tôi nghĩ rằng là để coi một bộ phim hay nó không nằm ở đạo diễn hay là ekip sản xuất hay là diễn viên không thôi đâu, mà nằm ở tâm thế hồn nhiên của người xem. Người xem của chúng ta có lẽ là chúng ta đã trở thành những nhà phê bình. Chúng ta có quyền phê bình, chúng ta có quyền tiếp nhận hoặc là tẩy chay một sản phẩm, nhưng chúng ta cũng sẽ phải rất thận trọng khi mà đặt ra những vế so sánh cho một cái sản phẩm giải trí như thế này. Nó đang không ở trên thế so sánh với cung đấu gì cả. Tôi cho rằng là ngay cả Âu Châu, những bộ phim trước đây kinh điển như là Ba Chàng Nghĩa Lân, Pháo Thủ đó cũng có thể tạm coi là cung đấu của Pháp chẳng hạn. Và nếu mà đặt ra những vế so sánh giữa cung đấu Tàu với cung đấu Pháp thì rõ ràng là tôi người xem quá ngớ ngẩn và quá khắt khe với nhà sản xuất. Tôi chỉ đang hồn nhiên, tôi là một khán giả Việt Nam mà đang đứng đây xem một câu chuyện được điện ảnh hóa, một câu chuyện lịch sử Việt Nam đang được điện ảnh hóa. Và tôi rất mong rằng là nhà sản xuất, ekip thực hiện có thể thở phào sau buổi công chiếu hôm nay, và chính bản thân tôi cũng sẽ đi về với ít nhiều, thêm ít nhiều niềm tin cho các nhà sản xuất Việt Nam. Đề Kuma hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Điểm rất là đẹp, rất là tinh xảo, từ cái họa tiết thêu may, những cái đường chỉ trên bộ đồ, và cũng như là những cái châm cài tóc, những cái đôi bông tai rất là đẹp, và mình rất là thích. Trang phục ở trong sân khấu thì mình rất là thích, bởi vì nó mang tính chất cung đình và nó rất là Việt Nam. Nó không bị lai tạp bởi những cái trang phục của những nước khác, như mà những phim giả sử khác mà chúng ta đã xem. Thì đây cũng là một trong những cái thu hút các bạn trẻ tìm hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Trang phục là quá đẹp rồi. Tại vì phải đến những cái làng dệt lụa cổ, những cái làng làm phục trang ở Huế mà thêu tay hoa, toàn bộ phục trang ở trong sân khấu là thêu bằng tay, thưa quý vị. Và một cái mạo của một cái vị quan, của một cái vị hoàng hậu, một cái vị hoàng phi ở trong cung thì có thể làm tới cả năm trời mới xong. Thì về phục trang là chúng tôi hoàn toàn yên tâm, và rất đẹp, rất công phu và rất lộng lẫy. Mình nghĩ là không đâu, tại vì mình nghĩ là nhà sản xuất cũng đã có ý đồ và cũng đã tính toán kỹ rồi, cho nên là sẽ đưa ra được cái quyết định như vậy. Nhưng mà dù có thế nào thì mình nghĩ là bộ phim này dù chiếu rạp hay là chiếu ở đâu thì vẫn sẽ được mọi người rất là đón chờ xem, đúng không ạ? Tôi vẫn nói là bất cứ một cái sản phẩm nghệ thuật nào thì cái tính giải trí cũng là hàng đầu.
đây không phải là phim lịch sử. Phim lịch sử người ta sẽ làm phim tài liệu, còn đây là phim truyện. Cho nên cái tố chất lịch sử nó chỉ là để cho chúng ta biết cái thời đại của câu chuyện xảy ra. Huống chi đây là chuyện nội cung mà, cho nên cái tính hư cấu nghệ thuật nó sẽ nhiều, nó sẽ nhiều. Và có một điều tôi thấy là đây là một cái dòng, phải nói đây là một cái dòng series phim truyện về đề tài giả sử Việt mà nó được làm một cách tử tế, và tất cả mọi người không đơn thuần chỉ đi vào cái chuyện là đi vào những cái tình tiết gây cấn ước é, mặc dù cái điều đó nó vẫn có đấy, nhưng mà nó không nặng về cái chuyện đó, mà nó làm được một cách giống như chúng ta đi xem những vở chính kịch thì như vậy thì tôi nghĩ là nó có một cái sự trân trọng nghiêm chỉnh từ những cái người bạn trẻ này. Đó là cái điều mà bản thân tôi ngoài không phải với tư cách là cái người tham gia vào cái dự án, mà với cũng có thể với tư cách là một cái người tiền bối mà đứng ngoài cuộc nhìn vào, thì tôi trân trọng cái công việc của những người bạn trẻ này. Đúng là cái góc độ đó thì chúng tôi phải cảm ơn Phượng Thông, có gì Phượng Thông đã nghĩ đến chúng tôi. Người ta có thể tìm đến với nhiều minh tinh màn bạc trẻ trung hơn chúng tôi nhiều. Mà có lẽ có khi như vậy là hợp với nhân vật trong câu chuyện nhiều. Nhưng mà tại sao họ lại muốn mời chúng tôi? Bởi vì tôi nghĩ là họ cần đến cái sự lão luyện trong nghệ thuật diễn xuất. Mà tôi nghĩ tác phẩm đầu tay của họ về cái đề tài lịch sử này thì nếu chọn những cái người nghệ sĩ giỏi nghề thì đó có thể đó là một sự lựa chọn thông minh. Và chúng tôi có dịp được gặp lại nhau như vậy thì chúng tôi rất là cảm ơn về điều đó. Tôi nghĩ nếu như quý vị khán giả mà ủng hộ cái phương án này đó, mà nó sẽ có thể tiếp tục ở phần 2, phần 3 hoặc nhiều hơn nữa, thì cái câu chuyện nó sẽ tiếp, nó còn tiếp theo. Thì như vậy thì sẽ là một cái cơ hội cho không phải thế hệ chúng tôi, và nó sẽ là cơ hội để chúng ta giới thiệu những gương mặt mới, những gương mặt trẻ trung thật sự. Bởi vì khi mà qua cái đời Vua Tử Đức chẳng hạn thì phải đòi hỏi nhiều những cái minh tinh điện ảnh khác tài sắc hơn chúng tôi nhiều. Và nhân đây thì Lâm Nhật Tùng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm những ngày đầu tiên phôi thai của Phượng Khẩu cho đến bây giờ, là đứa con đã ra đời một cách trọn vẹn. Và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ Phượng Khẩu cũng như dòng phim lịch sử của Việt Nam. Tất nhiên là cái buổi đầu tiên, cái gì đầu tiên, cái người đi tiên phong thì luôn gặp những cái điều rất là khó khăn. Nhưng quý vị hãy mở rộng vòng tay của mình, yêu thương của mình để mà đón nhận Phượng Khẩu như là đứa con đầu lòng của dòng phim cổ trang, dòng phim cung đấu, dòng phim lịch sử của Việt Nam. Và để cho chúng tôi có động lực, và những nhà sản xuất phim khác và đồng định làm tiếp những bộ phim giá trị như là Phượng Khẩu. Ngày hôm nay thì Khánh Phương rất là vui khi mà được có mặt ở cái ngày đầu tiên công chiếu ra mắt phim Phượng Khẩu, và rất là hy vọng tất cả khán giả của phim Phượng Khẩu sẽ luôn yêu thương, đón nhận và ủng hộ phim thật là nhiều, để mà phim ngày càng thành công, ngày càng phát triển và có thể sản xuất thêm thật là nhiều tập phim nữa. Nam Cường xin gửi lời chúc mừng đến với ekip của phim Phượng Khẩu, chúc cho phim sẽ đón nhận thật nhiều những sự ủng hộ của khán giả khắp nơi, để không chỉ riêng Phượng Khẩu mà những phim cung đấu sắp tới đây của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh hoặc là của những đạo diễn khác sẽ được khán giả đón nhận, để giúp cho phim Việt được hay hơn và đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Thì khi mà nhận được một cái sự nổi tiếng bất ngờ như vậy thì chắc chắn là Tâm sẽ rất là hoang mang, tột độ. Tuy nhiên thì cũng có phần rất là vui. Và ngoài đó thì có những cái lời bình luận trái chiều với những cái hành động mà Tâm đã làm ấy, thì nó xen kẽ rất là nhiều cảm xúc. Thì cái mục đích lúc đầu của Tâm chỉ là muốn mang đến cho các bạn khán giả xem Tâm những để có thêm những cái câu thả thính hoặc là những cái clip vui nhộn giải trí sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi thôi. Thì những cái câu mà Tâm đăng tải lên thì hết 50% là Tâm có tìm hiểu và sưu tầm ở trên mạng, sau đó Tâm có thêm bớt một vài chi tiết. Mình nói là mình không buồn thì chắc chắn là sai rồi, nên là thật sự thì mình cũng có một chút suy nghĩ, và mình nghĩ rằng mình sẽ nhận những cái lời góp ý từ khán giả để trau dồi lại cho bản thân mình, cũng như là
mang đến cho mọi người những cái hoạt động thật là tốt nhất.